chào các bạn, thế là Diệp đây và Hà Thứ. Lâu lắm rồi mình lại có thời gian được ngồi trước máy quay để chia sẻ chat chít với mọi người. Như mọi người có thể nhìn thấy cái background này vừa lạ vừa quen đúng không? Nếu ai mà đã follow tớ từ rất lâu rồi thì chắc là đã biết được là trong thời gian vừa rồi gia đình tớ đã hoàn thành xong chương trình học MBA của bố Dương và cả nhà đã chuyển nhà từ Arizona, Mỹ quay trở về Hà Nội, Việt Nam. Trong hơn một tháng sắp xếp lại cuộc sống thì trời ơi, đối mặt với rất nhiều thay đổi, tớ cũng có một chút vừa hụt hẫng vừa vui vẻ. Nhưng mà có một cái điều thay đổi rất tuyệt vời trong cái thời gian đó, đấy là lại được quay trở về tiếp cận với nền văn minh làm đẹp của các chị em. Phải công nhận là ở Việt Nam bây giờ làm đẹp nó thực sự là một thứ rất sung sướng và rất dễ dàng ấy. Ở bên Mỹ là mỗi lần đi mua sắm, cứ ra Ulta hay Sephora mong ngóng một món đồ gì thì rất khó để tìm được, thường là toàn out of stock, hoặc là khi mà mình muốn đặt online thì toàn kiểu một tuần sau hay hai tuần sau mới đến nơi. Mất hứng, chán rồi. Xong đến khi muốn mua đồ skincare Nhật hay Hàn chẳng hạn thì cứ gọi là chờ mốc mồm luôn, kiểu một tháng sau xong lại mất một đống tiền ship ý. Nói chung rất buồn lòng. Thế nên là khi lại được về Việt Nam và tiếp cận với nền văn minh là đẹp, tớ rất sung sướng. Như mọi người đã biết đây thì tớ với Loan dạo gần đây không còn thử nhiều các cái đồ skincare và makeup như trước nữa. Tại vì sau một thời gian đủ dài làm về beauty, bọn tớ cũng đã biết là mình muốn gì và những hãng nào mới thật sự phù hợp với mình. Một trong những hãng đó chính là Sum 37. Và tớ rất vui vì trong clip này được Sum gửi tặng bộ Secret Special Set này để trải nghiệm và review với mọi người. Thực ra cái cơ duyên với Sum 37 đã bắt đầu với tớ cách đây từ hơn 3 năm, khi mà tớ làm beauty được khoảng hơn 1 năm, 2 năm gì đấy thì được một người bạn sống một vài năm ở Hàn Quốc chia sẻ là trời ơi, ở đây có một cái hãng tuyệt vời hay, Sum 37. Sum có nghĩa là hơi thở, và cái hãng này thì kiểu chế tạo ra các cái sản phẩm skincare nó rất là thiên nhiên này, và cái hãng này thì nó đặc biệt về chế tạo các cái sản phẩm skincare lên men và giúp mình bộc lộ được cái sức mạnh nội tại của làn da, tức là làn da của mình đã có một cái sức mạnh tiềm ẩn rồi, và chỉ cần những cái thành phần này, những cái sản phẩm tinh túy nhất để đánh thức cái sức mạnh tiềm ẩn đấy ra thôi. Trời ơi, nghe đã thấy rất là kỳ diệu, thần bí và rất hay đúng không? Nó đúng là những cái gì tinh túy nhất của văn hóa phương Đông ấy, sử dụng cây cỏ, sử dụng những gì thiên nhiên nhất để đánh thức cái sức mạnh tiềm ẩn của cơ thể, của làn da. Từ khi nhận được sản phẩm này thì tớ đã test và dùng đan xen với cái skincare routine hiện tại của tớ được mấy hôm rồi để xem là có kích ứng dị ứng gì không. Mình còn bắt được bệnh ngay ra là do sản phẩm nào ấy, thì trộm vía là điều rất êm xuôi. Thế nên là từ tối nay tớ sẽ dùng full line cái bộ sản phẩm này và cảm nhận một cách chi tiết nhất từng sản phẩm trên da nói riêng và nguyên line hoạt động trên da của tớ như thế nào. Và sau đó thì tớ sẽ chia sẻ lại cảm nhận review chi tiết của tớ về tất cả những sản phẩm trong line này nhé. Với cái tên mang ý nghĩa là hơi thở đặt cạnh con số 37, vừa là nhiệt độ cơ thể người, vừa là nhiệt độ lý tưởng cho quá trình lên men của sản phẩm. Sum 37 tôn trọng quá trình chia tách tự nhiên để hình thành những sản phẩm hoàn thiện nhất, giúp làn da tự kháng, tự chỉnh, tự dưỡng, tất cả thông qua việc hỗ trợ cân bằng môi trường bên trong. Bộ sản phẩm Secret Special Set lần này được ra mắt kỷ niệm 10 năm tinh chất Secret Essence đã ra mắt, giữ vị trí số 1 về tỷ lệ mua lại trong các tinh chất cao cấp nhất tại Hàn Quốc và 98% người dùng hài lòng về hiệu quả sản phẩm. Set gồm có nước cân bằng da Secret Balancing Toner, tinh chất Secret Essence, sữa dưỡng Emulsion, kem dưỡng Secret Cream và xịt khoáng Secret Essence Mist. Sau khi tẩy trang và rửa mặt sạch sẽ, tớ sẽ bắt đầu routine với Secret Balancing Toner. Nước cân bằng này có dạng gel, thấm ngay vào da sau vài lần vỗ nhẹ, đưa da về độ pH chuẩn, kèm theo cảm giác mát mịn ngay tức thì. Trời ơi, cái dòng này có một mùi hương thảo mộc cực kỳ phê luôn, tớ rất rất thích. Tiếp theo, sử dụng tinh chất lên men Secret Essence, tớ sẽ vỗ đều lên mặt. Bạn này có nhiệm vụ chính là chỉnh đốn tế bào da, cân bằng lại môi trường bên trong của da, hỗ trợ cho những bước tiếp theo hoạt động được hiệu quả nhất. Vai trò rất phi thường nên bạn ấy cũng là sản phẩm best seller, được mọi người gọi là nước thần Sum 37 đấy ạ. Tiếp đến sẽ là sữa dưỡng Emulsion. Về chất liệu, em này khá giống các loại kem dưỡng dạng gel cho da dầu, hỗn hợp thiên dầu. Vì kết cấu mỏng nhẹ mau thấm nhưng sức dưỡng ẩm rất ấn tượng vì bạn này sở hữu bàn thành phần đầy đủ từ glycerin đến các loại dầu thực vật thiên nhiên. Đối với cá nhân tớ, đây là sản phẩm tớ thích nhất của dòng. Dùng buổi sáng rất dễ, dùng vào những ngày độ ẩm cao cũng cực phù hợp. Nói chung là nhẹ mặt, dễ chịu, make up lên rất mịn đẹp. Chốt lại hạng mục dưỡng ẩm sẽ là bước thoa kem dưỡng Sum 37 Secret Cream.
Kem dưỡng này có kết cấu đậm đặc, nhưng lên da là tan ngay và thấm mượt mà, cấp ẩm thích cực. Đúng với vai trò trở thành lớp màng chắn bảo vệ da toàn diện, buổi đêm bôi bạn này đi ngủ là sáng hôm sau da mềm mịn, glowy trông thấy. Bạn nào da khô hay bắt đầu lão hóa như tớ thì không nên quên bước này đâu ạ. Ok, bước cuối cùng dưới đây. Chỉ 3 giây xịt xịt vỗ vỗ nước thần Secret Essence dạng xịt thôi là skincare routine của chúng ta đã xong xuôi rồi. Bạn mist này không giống các loại xịt khoáng khác đâu, mà chính là dạng xịt của bao nhiêu tinh túy lên men giúp da khỏe đẹp dần dần từ bên trong đấy. Tia xịt cũng rất xịn và mịn nữa, yên tâm không làm bạn giật mình hay tỉnh ngủ đâu. Vậy là routine siêu ngắn gọn với bộ sản phẩm Sun 37 Secret Special Set đã hoàn thành rồi. Mọi người có thấy da tớ đẹp lên tí nào chưa? Lại là tớ đã trở lại sau hơn 2 tuần sử dụng bộ sản phẩm này của Sun 37 đây. Vậy câu hỏi cuối cùng đặt ra là bộ sản phẩm này có thực sự đáng mua hay không? Và nếu được chọn một sản phẩm để mua trong bộ sản phẩm này thì tớ sẽ khuyên mọi người dùng sản phẩm nào? Cá nhân tớ thì tớ thích nhất là bạn này. Đây là Sun 37 Secret Enhancing Emulsion, sữa dưỡng của dòng. Bạn này thì nó chính là kem dưỡng ẩm nhưng mà mỏng nhẹ hơn rất là nhiều. Và đặc biệt sau khi soi cái thành phần của nó thì tớ thấy có cái thành phần là lecithin, là một trong những thành phần của màng cấu tạo sinh học của chính da mình, kiểu nó mô phỏng da của mình ý. Nên nó cũng có tác dụng là đẩy mạnh các cái sự hấp thu các chất dưỡng ẩm, cấp ẩm khác trong thành phần của bạn này. Trời ơi, thế nên là mình có thể cảm thấy được rõ ràng là ngay khi nó thấm vào da là mình đã thấy nó rất là tự nhiên, rất là mềm mịn, giống như da thật của mình, không kiểu để lại một cái lớp màng khó chịu, không dầu, không nhờn gì hết. Xong càng dùng thì sẽ càng thấy da đẹp hơn, chữ ẩm được suốt cả ngày. Dùng vào buổi sáng cũng rất thích, vào buổi tối những cái ngày giao mùa như thế này, trời chưa quá khô cũng đều cực kỳ là ổn luôn. Tôi rất thích bạn này. Ngoài ra cái dòng Secret Essence Set này thì còn có một cái tác dụng là tự điều chỉnh môi trường bên trong da, từ đó chống lại các cái tác nhân và stress từ môi trường bên ngoài. Nếu có một điều mà tôi có thể cảm nhận thì đấy là đúng là da mềm mịn, khỏe hơn, không bị dễ ngứa ngáy, dễ khó chịu và dễ mụn trong những cái ngày mà Hà Nội ô nhiễm này, xong thay đổi mùa từ thu sang đông, bụi mịn các thứ đấy. Trộm vía da tớ cũng không cần phải vấn đề gì cả, mặc dù cái tần suất ra đường cũng khá là nhiều. Thì đó là tất cả cảm nhận của tớ về dòng sản phẩm này. Rất hy vọng là cung cấp được cho mọi người một số thông tin hữu ích. Ngoài ra thì Sun 37 còn có một món quà đặc biệt cho các bạn đọc của lớp Shine TV. Thì thể lệ cho giveaway bất ngờ này tớ sẽ để ở dưới description box để cho các bạn quan tâm có thể tham gia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi clip này. Đừng quên like, comment và subscribe để không bỏ lỡ các clip tiếp theo của tớ và Lan trên kênh lớp Shine TV nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần sau.